Đối với một người mà có cái hàm răng không tốt như em thì em cảm thấy đây là một điều vô cùng may mắn với em và cũng gọi là tuyệt vời với em, và để em có thể có nụ cười tỏa nắng như bao người. Chào Huy, rất vui là được trò chuyện với em trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì em có thể giới thiệu về mình một tí xíu để cho mọi người cùng biết được không? Chào bác sĩ và cũng như là chào tất cả mọi người. Em là Huy, đang là học sinh sinh viên sinh năm 2006 và em đang bị một triệu chứng là thiếu hai răng, và đặc biệt là cái răng của em thì nó bị ố màu và cũng mẻ. Qua sự giới thiệu của cậu của em thì em đã biết đến nha khoa Việt Mỹ và đến đây để làm răng trong suốt 2 năm trở lại đây. Trong quá trình làm răng thì em cũng cảm thấy là các bác sĩ ở đây cũng rất là hiện đại và chuyên nghiệp. Thì trong 2 năm đó thì em cũng đã tiếp xúc hết với bác sĩ ở đây, kể cả bác sĩ Hải cũng là trưởng khoa ở đây. Thì mọi người đều rất là thân thiện và chuyên nghiệp để giúp em có một cái cảm giác làm răng gọi là hết sức thoải mái và không gây đau đớn chút nào trong quá trình làm. Huy ơi, tức là em có thể chia sẻ một chút là khi mà em đến đây thì bác sĩ có cái kế hoạch điều trị cho em là như thế nào để chia sẻ cho mọi người biết được không? Dạ thì trong khi đến đây thì lúc đầu bác sĩ vô khám cho em thì bác sĩ cũng bảo ca này thì rất là khó và mọi người thì đâu đó cũng lên kế hoạch gần tuần rồi giới thiệu cho em là quá trình niềng, và em niềng trong vòng thời gian là 2 năm và cách đây một tuần thì em mới tháo mắc cài hàm trên và chuẩn bị làm sứ. Và như mọi người thấy đây là sứ sau khi làm của em, và em vẫn đang duy trì mắc cài hàm dưới để được gọi là hàm răng ở dưới cố định hơn để khớp với hàm răng trên. Thì trong suốt quá trình niềng răng cũng như là làm sứ đó thì em có cảm giác là đau hay là khó chịu như thế nào không? Trong suốt quá trình làm răng và niềng sứ thì đau thì các bác sĩ luôn hỗ trợ em hết mình để giảm tối thiểu cơn đau nhất có thể, và quá trình làm sứ thì cũng không đau tí nào ạ. Thì hôm nay là chị thấy là cũng gần tới cái bước là mình hoàn tất cái quy trình làm sứ rồi. Và hiện tại thì chị thấy trên răng em cũng chỉ còn cái mắc cài ở hàm dưới thôi. Thì em có hài lòng với kết quả hiện tại không? Đối với một người mà có cái hàm răng không tốt như em thì em cảm thấy đây là một điều vô cùng may mắn với em và cũng gọi là tuyệt vời với em, và để em có thể có nụ cười tỏa nắng như bao người. Em có thể chia sẻ hay là kêu gọi mọi người về cái những người mà đang gặp những tình trạng răng giống như em á, thì em có cái lời khuyên nào dành cho mọi người không? Thì em thấy trên mảnh đất này thì cũng có rất nhiều phòng khám nha khoa, nhưng mà hãy chọn nha khoa Việt Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì em là người từng trải nghiệm ở đây và em cũng có gọi là cái trải nghiệm tốt nhất ở đây. Em khuyên mọi người là hãy chọn nha khoa Việt Mỹ bởi vì các bác sĩ ở đây rất là hiện đại, rất là chuyên nghiệp và đặc biệt cũng rất là thân thiện, dễ thương, và cũng không thể kể đến là các y tá ở đây cũng rất tận tình và chuyên nghiệp đối với bệnh nhân. Xin cảm ơn em. Chúc em trong khoảng thời gian tiếp theo này thì mình sẽ có nhiều niềm vui hơn cũng như là có những cái nụ cười tỏa nắng hơn trong tương lai với cái hàm răng vừa mới làm tại nha khoa Việt Mỹ này. Vâng, em cũng mong nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ và các y tá ở đây nhiều hơn nữa. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nội dung nha khoa bổ ích mỗi tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.